Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định nội dung vận động, hỗ trợ sinh kế, cải thiện cuộc sống, sáng tạo khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ở các cấp hội cũng đã thực hiện tốt công tác ủy thác các nguồn vốn cho hội viên vay, đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ, đến nay, các cấp hội đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, đã giúp 94 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với nhiều hình thức trong đó hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn để kinh doanh các ngành nghề như chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng các loại cây ăn trái, mua máy may, kinh doanh buôn bán, mở tiệm làm tóc, với tổng số vốn hỗ trợ trên 1,9 tỷ đồng từ vốn ngân hàng chính sách xã hội, dân động xã hội quá, tổ cấp vốn xoay dòng. Bên cạnh đó, hội cũng phối hợp các ngành liên quan, tổ chức dạy nghề cho hơn 1.500 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho gần 3.000 lao động nữ tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác ngân hàng chính sách xã hội. Hiện nay, các cấp hội quản lý hơn 1.100 tổ tiết kiệm và dây vốn, gần 49.000 hộ dây, tổng dư nợ trên 1.700 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có gần 6.000 hộ nghèo, hơn 10.000 hộ cận nghèo có phụ nữ. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ đã được hội phối hợp tiếp cận giúp đỡ bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đề nghị trợ cấp xã hội.